Thiết kế dành cho những tâm hồn mộng mơ. Sao mát mẻ và thơ mộng bằng cầu tỏm quê tao. Nó ở một cái tầm vũ trụ, cảm giác như đang ở trên mặt trăng vậy, cứ trôi xa giữa dải ngân hà. Mỗi lần ngồi ở vị trí này, tôi đều suy nghĩ về chuyện tương lai. Người không thế thì nhàn chán quá, thì phải có thử thách chơi vậy nó mới vui, không góc được thì chờ cứt cô rồi bóc nhé. À đâu? Chỗ này thiết kế không vừa với tao. Sao không làm đường thẳng một vạch thế cho tiện nhỉ? Nói cách khác hay là nhảy từ tầng 20 xuống cho lẹ, leo cầu thang làm gì cho mệt. Tôi nghĩ nếu đó là đường thẳng thì hết đường chắc là về với đất mẹ rồi. Quá chuẩn luôn. Thì làm thẳng như vậy các cụ lại mất công hỏi mày đi đâu lại đi xuống dưới này nhanh vậy. Vừa giỏi toán, vừa giỏi văn thì cũng kinh đấy. Nhưng tao đố đứa nào vừa giỏi hóa, vừa giỏi anh được đấy. Thế là mọi người chưa biết bộ môn thể thao mạo hiểm này rồi. Chuyên ngành sư phạm hóa học, dạy hóa học bằng tiếng Anh. Không thể vừa giỏi hóa vừa giỏi anh, nhưng tao có thể tự tin nói rằng tao vừa rốt hóa vừa rốt anh. Thật sự mình đi học 16 năm và mình thấy môn nào mình cũng học giỏi cả, nhưng mình giỏi nhất là bốc phét. Thế nên bộ giáo dục mới không có khối toán, hóa, anh. Làm sao có thể vừa giỏi một lúc hai môn ngoại ngữ như vậy chứ? Hóa dễ mà cứ áp dụng cái công thức Pythago của ông Menden gì ấy là ra. Còn môn Anh văn thì dùng máy tính chia động từ là xong, có gì khó khăn đâu. Picnic Facebook giá 30k. Cái này giá sao anh ơi? Để em xem anh ơi, ca này hơi khó, em lấy anh 70k. Nhân viên Facebook đọc được tin nhắn này. Mày bao nhiêu tuổi rồi mà không kiếm người yêu đi? Không kiếm được thì đừng về nhà. Mẹ yên tâm, sẽ luôn có một người đợi con mà. Ý mày nói là Diêm Vương. Vẫn còn nhiều cô gái ở Trần Duy Hưng đang chờ bạn. Diêm Vương đáp, cháu còn đang ế bo mơ ra đây này, bác bảo con trai bác đừng xuống, con gái xuống thì cháu đợi. Mẹ cứ bình tõm, con trưởng thành nhất xóm luôn. Loại mày chó nó lấy, chó đáp, chắc có cửa. Chúng tôi đã ly hôn, sau thực tế mới gây sốc của Hàn, mời các cặp sao đã ly hôn về ở với nhau. Chương trình này được bắt nguồn từ Như chưa hề có cuộc chia ly của Việt Nam và nay nó sang Hàn thành, Như chưa hề có cuộc ly hôn. Ngày xưa có sâu chúng tôi đã kết hôn, nhưng phần thực tế nhất lại không thấy phát sóng, nên tôi không xem nữa. Nghe rất thú vị, những cặp đôi đã từng đánh nhau sẽ có cơ hội choảng nhau tiếp xem ai giỏi hơn. Nhất là khi không còn ràng buộc gì thì những cú ra đòn sẽ chất lượng hơn hẳn. Quá chuẩn luôn. Mình không đồng ý với chương trình này chút này. Song Hye Kyo đã kết hôn với mình mà lại mời về sống cùng Song Joong Ki. Thay mặt cô ấy mình phản đối chương trình này. Người dân tiến hành an táng cho cá mập nặng 2,5m vừa trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị. Tưởng đâu lên đĩa chứ sao lại được an táng. Cá
cá mập xanh nặng khoảng 2,5 mét, một bài báo vừa mới đưa tin. Các bác cho em hỏi, cá mập cũng xài tiền hả? Sau này sẽ đến lượt ruồi, muỗi, chuột, rắn và vô vàn các con khác cũng được an táng. Đến lúc đó mọi người sẽ không còn thấy lạ lẫm nữa, cái gì cũng làm được, không hiểu nổi. Kiểu gì? Rớt nước mắt rắc kinh voi, dù nhà còn khó khăn nhưng vẫn cố gắng bỏ cơm 3 ngày và được mẹ mua cho con xe xa chia. Nhà thì không bằng ai, nhưng thích cái gì thì ba mẹ mua cho cái đó. Bỏ ăn 3 ngày mẹ mua cho xa chia, còn ba mẹ mọi người thì sao? Đúng là một tấm gương chúng ta hơi khó để học hỏi. Sao không nhịn thêm vài ngày nữa là được mua hẳn 4 bánh họa tiết rồng bay phượng múa luôn. Tôi nhịn cơm một ngày để đòi mua máy tính, nhưng sau đó tôi phải ăn cơm vì không thể chịu đựng được đòn nữa. Bạn nổ biển số xe đi, mình gọi đàn em của mình ở khắp đất nước, cứ gặp là xì lốp xe cho khỏi chạy. Còn tao bỏ bữa không ăn nhưng vẫn phải rửa bát. Như vậy là dở rồi, nhịn thở hẳn 10 phút có ngay nhà lầu, xe hơi các thứ này. Lúc nó xin phải bảo nó là, con mua xe làm gì, đi tốn xăng, ngồi lên đầu mẹ này mẹ cõng con đi, thế thì lần sau nó mới hiểu được. Quá chuẩn luôn. Chia tay đi. Lý do, anh không yêu thương gì tôi hết. Sao em lại nói thế, anh yêu em nhiều lắm chứ. Thế tại sao lúc đánh bài quỳ với con Ngọc, thằng Tuấn, tôi đánh 2 cơ anh lại dám chặn tứ quý. Anh muốn em quỳ dần cho quen, mai thâm đầu gối chúng nó đỡ nghi. Xin lỗi em, đến bố anh còn không tha thì nói gì đến em. Chia tay đi. Sao anh nói không bao giờ chia tay em? Ai rồi cũng khác. Khác thì uống nước mắt vì chia tay. Anh ơi, mình chia tay nha, em vừa mổ ruột thừa xong ạ. Em sao rồi, còn đau không? Mà ruột thừa thì liên quan gì chia tay? Em thay lòng đổi dạ rồi ạ, vậy nhé, chào anh. À đâu. Chúc mừng bạn gấu béo đã có câu trả lời đúng và sớm nhất câu hỏi IQ. Còn đây là câu hỏi tuần này, một TV giảm giá 20%, hỏi nó phải tăng bao nhiêu phần trăm để trở về giá ban đầu. Bạn nào có câu trả lời sớm và đúng nhất sẽ được lên sóng ở phần tiếp theo nhé.